Ba là khẩu nghiệp trang nghiêm Như lai Di diệu chi phạm Hưởng văn ư thập phương giả Khẩu nghiệp của Như Lai Là giảng kinh giáo hoạt Phương thức giảng kinh rất nhiều Nên âm thanh nói ra Cực kỳ di diệu Bất luận nói ra âm thanh gì Thì âm thanh đó đều là thanh tịnh Phản hưởng Chính là âm thanh thanh tịnh Phản chính là thanh tịnh Trong âm thanh sung mãn trí tuệ sung mạng đức năng tướng hảo Nghe được âm thanh của Phật Âm thanh thuyết pháp Âm thanh tán tùng Thông thường chúng ta nói là âm thanh ca hát đều có thể giúp tất cả chúng sanh tiêu nghiệp chướng tăng phước huệ đây là khẩu nghiệp của như lai ba nghiệp thân khẩu ý chúng ta đều cần phải học ngài đã làm khuôn mẫu cho chúng ta Quả báo thù thắng như vậy từ đầu đến Từ tâm thanh tịnh Từ tâm bình đẳng Từ tâm chân thành Chí thiện từ bi tuyệt đối không ghét bỏ một chúng sanh nào. Điều này chúng ta cần phải nhớ và nắm bắt. Vì sao? Tất cả chúng sanh với chính mình là cùng một thể tự tánh thanh tịnh viên minh. Như vậy làm sao có thể coi thường họ? Chúng sanh này. Tạo ra nghiệp cực kỳ bất thiện Đóa vào địa ngục Đóa vào ngạ quỷ Làm súc sanh Bồ Tát nhìn thấy chúng Nhất định chấp tay cung kính Gọi chúng là Bồ Tát Chỉ là phàm phu chúng ta không biết điều này chúng ta nên học tập đối đại với chúng sanh trong ác đạo đều nên tôn trọng như vậy thế nên đối đại với người và trời không cần phải nói người ác trong các người ác tức là người cực ác bồ tát đều đối đại như vậy đều tôn trọng họ đều cung kính họ chỉ cần họ có một chút hành động thiện đều tán thán họ tạo ra ác nghiệp cực nặng cũng không nói cũng không để trong lòng hay nói cách khác tuyệt đối không làm tổn hại tâm thanh tịnh của chính mình nếu đem những điều bất thiện của người khác để trong tâm mình Thì sẽ tổn hoại tâm thanh tịnh của mình Dù học làm nhiều việc tốt hơn nữa Cũng không để trong tâm Để trong tâm thì tâm sẽ bị nhiễm ô Chúng ta phải thường ghi nhớ Trong Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ Huệ Năng có câu Bổn lai vô nhất vật Dụng không có vật nào Dù có làm nhiều việc tôi Thì dụng không có một vật nào Tâm diễn diễn là thanh tịnh bình đẳng giác Như vậy là đúng Tâm địa Bồ Tát chính là bổn lai vô nhất vật Dù làm nhiều việc tốt mà bị người phá hoại Tâm cũng bất động Không sao Việc tốt có lợi ích Đối với chúng sanh Đã bị họ phá hoại Là do chúng sanh đó không có phước Không sao Tuyệt đối không để tâm mình dao động việc tốt cũng thanh tịnh bình đẳng việc xấu cũng là thanh tịnh bình đẳng thật ra tốt hay xấu đều không có như vậy là tương ưng với tánh đức tánh đức là tam luôn thể không Lấy thanh tịnh bình đẳng giá Để hành lục đồ Tu lục hòa Học mười nguyện của Phổ Hiền Bốn mươi tám nguyện của Phật A-di-đà vì điều này mà vui chứ không mệt mỏi khi tu học tâm phải thanh tịnh quyết định không thể có nhiễm ô phàm phu tu hành vấn đề lớn nhất chính là họ có nhiễm ô làm được chút việc tốt thì nhớ mãi không quên Người khác có lỗi với mình thì trong tâm oán hận. Đây đều là sai lầm. Nên chính mình tu hành dĩ nhiên không thể thành tựu. Tâm thanh tịnh không thể hiện tiền. Vì sao họ không buông bỏ Buông bỏ được dạng duyên Tâm thanh tịnh tự nhiên hiện tiền Nên khẩu nghiệp trang nghiêm Thật di diệu Cần phải nên học tập